Instagram bị lỗi lốt ảnh tại Việt Nam và khắp thế giới. Khi đăng các dòng trạng thái mới lên mạng xã hội này, hình ảnh không hiện ra trước mắt người xem dù nội dung vẫn hiển thị. Do vậy, newsfeed của nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã bị bao phủ bởi gam màu xám. Tình trạng lỗi ảnh cũng diễn ra trên Instagram, một mạng xã hội hình ảnh thuộc sở hữu của Facebook. Tuy vậy, người dùng dù vẫn có thể xem ảnh trên Instagram nhưng lại không thể chia sẻ các nội dung mới. Tham khảo trên Dow Detector, có thể thấy lỗi ảnh Facebook và Instagram không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà còn ở cả nhiều nước khác trên thế giới. Trong khoảng thời gian 3 tiếng từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 3 tháng 7, liên tục có hàng nghìn lượt phản ánh về tình trạng lỗi của Facebook được ghi nhận trên toàn cầu. Đỉnh điểm là khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 7 khi có gần 8.000 lượt than phiền cùng lúc về Facebook. Các vấn đề mà người dùng Facebook gặp phải là lỗi ảnh 85%, lỗi newsfeed 9% và lỗi đăng nhập 4%. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của sự cố này là khu vực Bắc Mỹ và các nước châu Âu như Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan. Với Instagram, thời gian và khu vực ảnh hưởng của sự cố này cũng tương tự Facebook. Các vấn đề gặp phải của người dùng Instagram là lỗi newsfeed, lỗi website và lỗi đăng nhập. Trước đó, hàng loạt website và dịch vụ đều gặp lỗi 502 Gateway Error trong đêm mùng 2 tháng 7 do sự cố với Cloudflare, một trong những dịch vụ DNS trung gian lớn nhất thế giới. Sự cố này khiến nhiều website và dịch vụ liên quan như Dropbox, Boomfit, Discord, Pinterest, Peloton, Feedly, Occupit, SoundCloud không thể truy cập.